chưa? Đúng chị Mai. Con đừng đi qua đây ngủ nha, đứng ở đây. Coi cái lỗi trong ngon lắm nè. Rồi sẽ tách ra. Đấy. Đâu rồi? Lấy khúc này thôi. Đây đâu rồi? Ừ? Ui dạ, để xa ra tí. Cái chuối nhiều nhiều nó còn chua. Ai bây giờ nó bị đi. Sao rồi bây giờ nó bị sao rồi, nó dính đại nó là sao, nó dính đại bây giờ nó dính đại con nó quay mà đi thấy không cấm đại. Em vô nấu canh thôi. Ui dạ.